Chào tất cả nhà. Rồi hôm nay thì chúng ta bước sang ngày thứ tư rồi. Thì chúc mừng cả nhà mình đã tốt nghiệp cấp 3, vượt qua hết chu kỳ số 3 cơ bản rồi. Giờ này thì mặt trời cũng đã lên. Bây giờ này là giờ mà chúng ta đang thấy được cái sự chuyển hóa của mình, giống như mình đã học ngày hôm qua. Khi mà chúng ta sử dụng cái hỗn hợp đặc biệt để đi vào một cái tạng rất là đặc biệt nằm chính giữa cơ thể của con người của mình đó. Thì hôm nay chúng ta đã bước qua một cái ngày mới rồi. Ngày hôm nay nó đánh dấu cái giai đoạn để chúng ta chuyển tiếp từ một cái chu kỳ số 3 âm tính vào một cái chu kỳ số 3 dương tính. Vậy thì cái ngày hôm nay nó quan trọng bởi vì nó sẽ lên tới cái đỉnh rất là cao và nó sẽ đi sâu vào bên trong cơ thể của chúng ta, bởi vì cái chu kỳ là chu kỳ số 7, chu kỳ của con người của chúng ta chứ không phải là cái chu kỳ cơ bản số 3 của toàn thể vũ trụ này. Thành ra chúng ta đã cố gắng thực tập mọi cái động tác, mọi cái thời khóa cũng phải hợp nhất với nhau, làm sao từ cái ngồi cái đi cái đứng phải ngay ngắn cho nó vươn lên. Nhớ là ngày hôm nay là ngày của màu xanh nha. Màu xanh thì một cái cây, một cái hạt mầm, dù nó là một cái cây mọc dù là thảo, dù nó là dễ leo, thì khi cái mầm lên thì nó không có bao giờ mà nó chúi xuống hết cả. Cái thứ hai nữa là cái sự vươn lên này nó làm cho con người, nó làm cho cái cây cỏ, nó làm cho tất cả mọi cái nó tươi mới, nó lan tỏa. Thành ra cái ngày hôm nay nó lên tới đỉnh rất là cao để nó giúp cho chúng ta thiết lập lại cái cân bằng, thì nó quan trọng còn hơn cái ngày thứ hai, tức là ngày chính giữa trong cái chu kỳ cơ bản. Thành ra chúng ta nắm vững luôn hết tất cả những nguyên lý này, và đặc biệt đối với lớp online thì ngày hôm nay là ngày cuối rồi. Thì chúng ta cũng phải thực tập cho nó nghiêm chỉnh để tối hôm nay chúng ta làm cái đêm dầu thứ hai cho trọn vẹn hoàn tất. Rồi sau đó là những cái mà mình đã được học và ứng dụng trong những ngày vừa qua thì mình phải tiếp tục duy trì, đặc biệt là những vị nào mà có cái vấn đề nhiều và là những người có bệnh, thì chúng ta càng phải thực tập nghiêm chỉnh kéo dài hơn nữa để thay đổi cái cách sống, thay đổi cái nhận thức trong những ngày còn lại của cuộc đời của mình. Và những người nào thuộc một trong bảy đối tượng đặc biệt mà mình đã nêu lên tối hôm qua đó, thì chúng ta phải sẵn cái đà này mình làm tiếp luôn, tức là chúng ta uống cho đủ 3 cho tới 5 và thậm chí đến 7 đêm dầu, thì chúng ta làm trọn vẹn cho được 2 đến 3 chu kỳ, thì tất cả những cái bệnh của chúng ta nó mới được chuyển hóa. Và cứ như thế thì chúng ta sẽ tùy theo cái tình trạng bệnh lý của mình, tùy theo cái tình trạng tâm thức của mình mà mình muốn phát triển hơn, muốn đi chuyên sâu hơn, thì chúng ta có thể đi tới luôn 5 tới 7 cái chu kỳ cho nó trọn vẹn hoàn tất. Rồi, chúc quý vị một ngày thực tập thành công và gặt hái được những kết quả như ý để chúng ta có được một cái cuộc sống thật sự là mạnh khỏe, thân khỏe, tâm an, trí sáng, ý nghĩa. Rồi chào hết cả nhà và cũng cảm ơn hết tất cả những anh chị em thiền nguyện viên, huấn luyện viên luôn luôn đồng hành để hỗ trợ cho cộng đồng. Cố gắng làm sao sau khi thực tập được rồi thì mình không phải chỉ duy trì cái sự thực tập cho mình, mà nhờ cái sự thực tập của mình thì mình cũng là cái niềm động viên khích lệ những người thân xung quanh của mình nữa. Cảm ơn cả nhà.